Lan Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Hồ Ngọc Minh ngày hôm nay. Chào bác sĩ Minh. À vâng, chào cô Vân Anh và xin một lần nữa xin chào quý khán thính giả của đài VNTV. Rất là vui mừng được trở lại với quý vị. Vâng, thưa quý vị, trước khi vào chương trình thì Vân Anh một lần nữa xin được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Hồ Ngọc Minh là bác sĩ chuyên khoa về hiếm muộn và chọn lựa trai gái theo ý muốn. Bác sĩ có phòng mạch tại Orange County và tại San Diego và bác sĩ cũng là phu quân của vị bác sĩ sản phụ khoa rất là lâu năm và khả ái của chúng ta tại San Diego, đó là bác sĩ Hồ Vũ Mỹ Liên. Thưa bác sĩ Minh, trong đời sống của chúng ta thì chắc chắn là không ai mà tránh cái việc là chúng ta đi chụp hình gọi là X-ray hoặc là với phụ nữ chúng ta thì trên 40 tuổi thì mỗi năm thì đi chụp hình mammogram ngực. Thì chụp hình ngực là chụp hình vú hay là chụp hình nhũ hoa. Và ai cũng biết, cũng không biết từ đâu ai cũng nghĩ rằng cái đó rất là có hại. Thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được biết là khi chúng ta đi chụp X-ray, CAT scan hoặc là đi chụp hình và vào điện như vậy đó thì nó có hại cho sức khỏe của chúng ta như thế nào? Thưa cô Vân Anh, có những cái chuyện chúng ta phải nói trước là những chuyện chúng ta làm trong cuộc đời nó có hại nhiều hơn là đi chụp hình quang tuyến. Mình có thể nói như vậy. Mình nói cái đơn giản như thế này, hình quang tuyến thì dĩ nhiên là nó sẽ có những cái tia phóng xạ. Những cái tia quang tuyến đó nó có cái tia phóng xạ, tức là nó thẩm thấu vào trong cái cơ thể của chúng ta. Trên lý thuyết là những cái tia phóng xạ đó nó có thể làm cho những cái tế bào mình nó thay đổi và có thể gây ra ung thư. Đó là cái chuyện mà nó lẩn quẩn ở trong đầu của nhiều người chúng ta, là khi bác sĩ nói là ô đi chụp hình này nọ là mình sợ. Rồi không cẩn thận hơn hết thì mình thấy là tới chỗ chụp hình ai cũng mang áo giáp rồi là này nọ cẩn thận lắm. Right? Nhưng mà chúng ta sẽ đi sâu vào vấn đề, nghĩ là tại sao nó không đến nỗi mà nguy hiểm như chúng ta sợ. Là vì cái tia phóng xạ đó trước tiên là nó có trong cái không gian của chúng ta, có trong ánh nắng mặt trời, nó có trong đất đai, đất cát. Nhiều khi mình mỗi ngày mình ăn uống nó vào trong cơ thể mình lúc nào mình không hay. Thì cái đó, cái chuyện là khi mình sống trong cái thế giới này có mặt trời mỗi sáng, tức là chúng ta đã có ảnh hưởng với cái tia phóng xạ rồi. Theo cái thống kê đó, là mình nói là cái mỗi một năm như vậy đó, là cái tia phóng xạ nó thấm vào trong người mình như thế nào, gọi là 3 millisievert, hay là mình nói cái chữ là MSV cho anh dễ hiểu. Tức là một cái đơn vị như vậy để nó đo cái độ phóng xạ thấm vào người mình, tức là MSV. Thì mình chỉ ăn uống mà đi rong rong ngoài đường đó là nó đã là mình có là 3 đơn vị như vậy rồi. Okay. Rồi cộng thêm những thức ăn, thức uống của mình vô nữa thì nó cộng thêm là 6 cái đơn vị như vậy, tức là tổng cộng là 6. Rồi cho lặt vặt đi nữa là lên khoảng là 7-8 nha. Nhưng mà để mình giải thích như thế này. Giả sử theo cái ước tính, tức là nếu mà mình cứ mỗi một cái đơn vị MSC như vậy á, thì quý vị có bị biết là nó giảm cái tuổi thọ mình xuống bao nhiêu không? Thứ bao nhiêu? 90 giây đồng hồ. Wow. Thì giả sử là một năm, giả sử mình hoàn toàn mình không có bị phóng xạ gì hết, thì quý vị nghĩ là chúng ta sống lâu lên được bao nhiêu không? 4 giờ đồng hồ. Okay, thành ra tổng cộng như vậy thì quý vị sẽ, bây giờ mình đi ngược lại, mình sẽ suy nghĩ ra đó, là thí dụ bây giờ mình chụp một cái hình mà X-ray như vậy đó, chụp hình hổi như vậy đó, thì cái độ phóng xạ của nó là tương đương bao nhiêu? Nó tương đương là 1/1000 của cái MSV. Okay. Thành ra quý vị sẽ thấy rằng là nó không có bao nhiêu hết. Rồi cái chuyện thứ nhì nữa, mình nói một thí dụ, bây giờ khi mình giả sử mình đi máy bay, mình đi từ Cali qua bên New York chẳng hạn, tức là 5 tiếng đồng hồ. Khi mình máy bay mình lên cao đó thì nó sẽ bị nhiễm phóng xạ. Thì khi mình bay đi 5 tiếng đồng hồ như vậy thì cái độ nhiễm phóng xạ là quý vị biết là nó bao nhiêu không? Nó là 0.03, tức là thực sự nó gấp 10 lần rồi nhân lên 3 lần một cái chụp hình X-ray. Như vậy thì quý vị là nghĩ là cái X-ray nó không có ảnh hưởng bao nhiêu hết. Thì bây giờ đó là khi mình chụp hình quang tuyến, để mình suy ngược ra như vậy, chụp hình quang tuyến. Bây giờ cho dù là những cái phương pháp mà chụp hình gọi là nặng ký hơn, chẳng hạn như là CT scan, thì nó sẽ cái độ phóng xạ là bao nhiêu. Chẳng hạn mình chụp hình một cái CT scan vậy thì độ phóng xạ nó khoảng từ 2 tới 3 MSV, tức là nó tương đương là khoảng là 1 năm. Hoặc là bây giờ những cái trường hợp mà nặng hơn nữa, tức là gọi là chụp hình mà gọi là chụp hình ngực của phụ nữ mỗi năm đó, thì nó cũng khoảng trong vòng đó, tức là khoảng từ 3 tới 5, tức là nó tương đương là khoảng là
một năm trời nhiễm phóng xạ, ăn uống đi tắm ở biển này nọ, nó chỉ tương đương khoảng như vậy thôi. Dĩ nhiên là mỗi năm mà mình chụp hình một lần thì cũng đâu có sao, miễn sao là mình đừng có chụp là mỗi ngày chụp một lần và cứ ngày nào cũng chụp thì dĩ nhiên là nó nguy hiểm, thưa quý vị. Nhưng mà để mình suy nghĩ ra là mình thấy rằng là cái độ nhiễm phóng xạ nó không đến nỗi tệ. Một cái thí dụ khác, cô Vân Anh biết không, tôi hay kể những cái thí dụ như vậy là quý vị hãy tự tưởng tượng khi mà tôi đọc những cái chuyện mà lịch sử về chuyện mà hai trái bom nguyên tử họ thả xuống, Mỹ thả xuống bên Nhật đó, tức là hồi đệ nhị thế chiến đó, thì có bao nhiêu người nhiễm phóng xạ và bao nhiêu người gọi là bị ung thư về phóng xạ. Thì cái độ phóng xạ mà người ta thẩm định đó là của một cái nạn nhân mà ở hai thành phố Hiroshima và Nagasaki đó, thì cái độ phóng xạ của một người trung bình nhiễm phóng xạ đó là 1.000 đơn vị phóng xạ. Nó chỉ dễ hiểu như vậy. Thì tức là mình nghĩ là nó khoảng tăng lên gấp 300 lần gì đó của một cái độ phóng xạ mình bị nhiễm một năm. Thì trong cái đó thì người ta thấy là cái mức độ mà bị ung thư này nọ đó trong suốt cuộc đời của những người nạn nhân đó đó, từ khi họ bị nhiễm phóng xạ tới khi họ 80 tuổi, 70-80 tuổi, thì độ nhiễm phóng, cái độ mà mức độ phát triển ung thư là bao nhiêu, thì nó khoảng là 3% tới 5%. Thì mình thấy là nó cũng dĩ nhiên là cái chuyện không may, nhưng mà thực sự nó cũng không có nhiều như mình tưởng tượng, là phải là những người đó khi mà họ nhiễm phóng xạ là họ ngã rồi họ chết đùng hết, không có, cái đó không có, thưa quý vị. Nhưng mà dĩ nhiên là khi chúng ta nói rằng khi chúng ta cần thì mình phải đi chụp hình thôi. Dạ, tức là cũng không có đáng sợ lắm phải không bác sĩ? Dạ vâng. Dạ. Thì bây giờ giả sử hai sự lựa chọn. Giả sử là bây giờ mình phải đi chụp cái hình quang tuyến như vậy, nó chỉ là 1/1000 đơn vị thôi. Thì và dĩ nhiên là mình chụp như vậy nhiều lắm là theo trên lý thuyết thì mình chỉ mất vài giây đồng hồ tuổi thọ, còn hơn là mình không biết là bệnh tật mình như thế nào. Chẳng hạn mình bị ung thư phổi, mình bị lão phổi hay là mình bị sưng phổi thì mình có thể mất mạng, đúng không? Thì tại sao mình cái chuyện phải làm thì phải làm, bác sĩ nói là làm thì phải làm, bác sĩ nói sao thì em nghe vậy, đúng không? Nhưng mà có những chuyện dĩ nhiên trong đầu mình nó lẩn vẩn là mình nó coi thử là cái đó nó có an toàn hay không, thì thực sự ra thì mình nói là tương đối nó an toàn. À, vâng, thưa quý vị, những cái lời chia sẻ của bác sĩ Hồ Ngọc Minh ngày hôm nay Vân Anh thấy rất là cần thiết, tại vì Vân Anh thấy là có rất là nhiều người, kể cả cá nhân Vân Anh nữa, khi mà nói là phải đi thử, phải đi chụp hình thì rất là sợ. Thành ra từ nay trở đi thì khi mà mình nghe nói như vậy thì mình không có sợ nữa, tại vì hồi nãy bác sĩ Minh nói là trong cuộc sống của chúng ta chung quanh cũng đầy rẫy chất phóng xạ, phải không bác sĩ? Dạ vâng, trong cuộc sống đầy rẫy phóng xạ, và mình bây giờ không nói đến chuyện phóng xạ đi nữa. Tất cả mình có thể nói rằng là cái khi mình đi chụp hình X-ray như vậy thì cái gọi là cái mức độ mà nguy cơ tử vong của mình á, nó còn ít hơn là uống một cái lon soda, đúng không? Một cái lon soda đó, cái gọi là cái mức độ tử vong có thể gây ra ung thư đó, nó cao hơn là một cái hình chụp X-ray. Thành ra có những cái chuyện là mình phải suy nghĩ, vì người ta không nói tới thôi. Dạ. Không bao giờ người ta nói là anh uống soda hay là anh hút một điếu thuốc lá thì anh sẽ bị ung thư, anh chết này chết nọ. Nhưng dạ. Khi mình nghe tới cái chuyện đi chụp hình đó thì mình lại sợ là cái chụp hình đó nó lại làm ung thư phổi, trong khi hút một điếu thuốc thì cái mức độ mà gây ra ung thư của một điếu thuốc nó cao hơn là cái chụp hình 100 lần. Vâng, thưa quý vị theo dõi chương trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Hồ Ngọc Minh ngày hôm nay qua đề tài là có sợ khi đi chụp hình quang tuyến hay không, và câu trả lời là không. Phải không quý vị? Dạ vâng, dĩ nhiên là mình không, nhưng mình cũng hơi sợ, đúng không? Rất là ý mình là mình nên cẩn thận, vì trong đó mình có thể bàn với bác sĩ của mình có những cái sự lựa chọn là thật sự tôi có cần như vậy không? Không phải là bác sĩ nói đâu là mình nghe vậy. Và nếu giả sử rằng là tôi hiểu là nó an toàn nhưng mà dĩ nhiên nó không hoàn toàn an toàn, thì mình có thể phải hỏi bác sĩ là cái này có cần thiết hay không? Cái lý do là tại vì phải nói thẳng là có một cái gần đây là vì bác sĩ order những cái chụp hình CAT scan rất là nhiều. Nó tăng là gấp 100 lần so với lại cái mức độ mà mình dùng, bác sĩ dùng khi mà cái kỹ thuật CAT scan nó mới ra đời trong khoảng năm 1980 tới giờ. Nó tăng lên gấp ngàn lần. Một phần là vì cái giá thành nó càng ngày càng rẻ. Chẳng hạn bây giờ mình chụp một cái X-ray như vậy nó rẻ giống như là chụp hình quang tuyến so với lại 10 năm về trước. Rồi phần nữa là vì vấn đề rằng là nhiều bác sĩ họ sợ bất cẩn y tế,
À, nếu mà tôi không có order cái thử đó, như lỡ người bệnh nhân họ bị như vậy thì họ có thể kiện cáo. Cho nên hễ một cái gì mà bác sĩ hơi nghi ngờ chút xíu là bác sĩ cứ order túi bụi nha. Thành ra đó là tại sao mình thấy có cái tình trạng là những cái thử nghiệm nó có bị thể bị lạm dụng. Thì mình có thể phải hỏi thẳng bác sĩ là tôi có cần như vậy hay không? Và nếu mà tôi cần thì tôi có cần phải chụp hình nhiều lần hay không? Hay là một lần là đủ? Rồi nếu mà giả sử là có những cái phương pháp lựa chọn nào khác hay không, không cần phải chụp hình, hoặc là mình có thể làm siêu âm chẳng hạn. Đó là một cái phương pháp mà tương đối là an toàn hơn rất là nhiều. Vì bệnh nhân của tôi họ cứ tưởng rằng là siêu âm là nó giống như là chụp hình quang tuyến, hai cái hoàn toàn khác nhau. Cái siêu âm nó chỉ là sóng âm thanh. Cái sóng âm thanh nó giống như là cái loại sóng mà người ta dùng để mà bà con đi câu cá chẳng hạn. Hay là những sóng âm thanh mà để cho những cái phi trường họ có thể biết được máy bay lên xuống như thế nào. Thì những cái loại sóng đó nó không có ảnh hưởng về lâu về dài với sức khỏe. Thì nếu mà chúng ta nói bây giờ có những cái căn bệnh mình có thể định bệnh bằng siêu âm, thì mình có thể lựa những phương pháp đó thay vì mình phải chụp hình CT scan chẳng hạn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Ngọc Minh. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay trước khi chia tay với quý vị thì Vân Anh cũng rất là cảm ơn bác sĩ Hồ Ngọc Minh. Bác sĩ rất là bận rộn với những cái công việc của bác sĩ mà lúc nào cũng dành thời gian để thưa chuyện với quý vị khán thính giả, và mong rằng những cái chia sẻ của bác sĩ Hồ Ngọc Minh sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn, chúng ta có thể sống vui hơn, khỏe hơn và thọ hơn. Phải không bác sĩ Hồ Ngọc Minh? Dạ vâng, sống vui, sống khỏe và sống mạnh. Dạ vâng. Sống bất tử hả? Dạ. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt.